Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục để vô trong nhà vườn để mua đồ gãy tiếp tục nha quý vị. Thì tình hình dịch bệnh kéo dài nên sự buôn bán của bà con hơi khó khăn. Thì chúng ta đi vô tới vườn để mua tiếp cho bà con về để chúng ta phát những khu phong tỏa ở dưới Cần Thơ và những hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch bệnh không làm ăn được. Thì kính mời quý vị theo chân cùng Tín Nguyễn để chúng ta vào nhà vườn để thu mua đồ gãy như vậy. Thì mời quý vị hôm nay xem hành trình của Tín Nguyễn như thế nào, mời quý vị cùng đi với mình nhé. Thì lời đầu tiên Tín Nguyễn gửi đến chú vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Sáu mà còn vì cuộc sống mưu sinh nên phải làm như quý vị. Rất là tội nghiệp cho nhà vườn, thì năm nay ngay được dịch này đồ gãy quá rẻ quý vị ơi. Thì mấy cô đang lựa vô bọc cho mình đừng mà căng đừng mà mình đem về quý vị. Còn đây là cái vườn dưa leo. Dưa leo năm nay trúng không cô? Cũng đỡ mà thất giá con ơi. Dạ, ngay dịch ha. Dịch thất giá quá rồi. Tội nghiệp nhà vườn nha quý vị. Thì cực khổ mấy tháng trời nhưng mà ngay đợt dịch thì giá cả nó rất là rẻ nha quý vị. Thì tội nghiệp cho nhà vườn. Dạ. Rồi, mấy cô đang dưới leo đựng mình vô bọc không có gì. Thank you.
lên xe lớn nha quý vị. Chúng ta đi 800 kg leo với 100 kg cà phổi là 900 kg nha quý vị.
khoảng này là chúng ta lên thêm 100 kg cà và mấy chục ký bông súng nữa quý vị. Đây đầy xe chúng ta sẽ chở đi cho nha quý vị. Chở ông rồi chúng ta sang xe qua cho chú Tám, rồi chú Tám sẽ đem về ra từng bọc 5-6 kg rồi đi phát trên tay quý vị.